Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức của Sao. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thư giãn trên kênh của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như mở chuông thông báo để cập nhật những tin tức nóng hổi mỗi ngày nhé. Và sau đây là những tin tức mới nhất của ngày hôm nay. Quá tự hào khi có một loạt quán ăn Việt Nam ở Seoul đổ bộ phim Hàn. Các tín đồ của phim Hàn hẳn là cũng nở mày nở mặt mỗi khi có bất kỳ điều gì liên quan đến Việt Nam xuất hiện trong các bộ phim xứ sở kim chi. Một trong những yếu tố thường xuyên trên phim Hàn nhất chính là các món ăn Việt Nam. Thông qua các món ăn Việt ở Hàn Quốc, ẩm thực Việt Nam phủ sóng ngày một rộng hơn. Tầng lớp Insecure Class cũng là một bộ phim tầng lớp Insecure đã gây chú ý sốt trên khắp các mặt trận. Thì ở tập thứ 6, dân tình thích thú khi phát hiện ra một quán ăn Việt Nam ngay đối diện quán nhậu Dan Ban của ông chủ Park Seo-ri, Park Seo-yeon thủ vai. Dù chỉ xuất hiện lấp ló thôi, nhưng vì tiếng Việt Nam quá rõ ràng nên khán giả Việt Nam đã nhanh chóng nhận ra điều này. Quán Tôi Tỏi nằm trong khu vực phố Intercon, một khu phố lớn đang nổi đình nổi đám ở bộ phim Tầng Lớp Intercon. Quán được khai trương vào tháng 9 năm 2017, bán rất nhiều món ăn Việt Nam quen thuộc như phở Hà Nội, bún bò Nam Bộ, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bánh mì. Đây cũng là một trong những quán ăn Việt Nam khá nổi tiếng ở Seoul. Tuy nhiên, quán đã đóng cửa từ cuối năm ngoái và chuyển đến một địa điểm mới.